Vâng, xin chào tất cả anh em ở mọi miền Tổ quốc nha. Sau đây nay là ngày 9 tháng 11 năm 2019. Em sẽ giới thiệu cho anh em là hai con Sansui Receiver 881 rất là nổi tiếng cho anh em. Thì đây, em sẽ giới thiệu cho anh em về một số chi tiết sản phẩm và nó như thế này. Thì đối với cái con 881 như thế này thì anh em có thể đánh rất là nhiều dòng loa nha, như dòng loa RB 4312, cho đời 4312 đánh những con 881 rất là hay, cho ra tiếng bass rất là căng nha. Và thứ hai, nó sở hữu là một dòng âm đi đài nên anh em có thể nghe hay và bày rất là đẹp khi nó lên đèn. Và thứ tư, thứ ba là nó rất là dễ với các phôi các âm ly. Anh em đánh những dòng loa Pioneer rất là hay, như giống dòng i7, i9, v.v. 180A, nó rất là lực. Và giá em bán cho anh em là 15.500 ship, là hàng tuyển đẹp cho anh em nha. Và mọi chi tiết mua hàng anh em cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại phía trên màn hình. Và sau đây em sẽ quay chi tiết sản phẩm cho anh em cùng xem. Về phần mặt tiền thì anh em có thể xem qua màn hình, rất là đẹp nha. Giá là 15.500, em đã bao ship cho anh em. Mạch mũi không một tì vết, là hàng tuyển chọn, sexy 7 mèo, hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Em sẽ qua chế độ chậm cho anh em cùng xem, ở xa anh em có thể mua hàng. Chung em là ở gần vùng quê cho nên nó gà gáy liên tục cho anh em. Anh em có thể xem video và nghe được những tiếng gà gáy, nó rất là mộc mạc nha. Đây rất là đẹp nha, hàng tuyển rất là kỹ cho anh em. Anh em nhớ xem tới hết video, anh em sẽ mở cho các bác xem cái ruột gan bên đó. Rồi em sẽ bỏ tấm biển xuống nha, để anh em được xem rõ hơn. Đây, thì số điện thoại của em đây. Và anh em nhớ đăng ký kênh luôn nha, để luôn luôn được cập nhật những video bên em. Và anh em sẽ mua được một sản phẩm đẹp đầu tiên, đẹp, chất lượng, giá hợp lý, túi tiền, không bị đổi giá. Em bán cho anh em là giá tốt nhất, để cho anh em mua, bán, xài, nó rất là ngon. Và anh em mua được cái giá tốt, để sau này anh em có thể nâng cấp nó dễ dàng, đỡ tốn kém hơn. Đấy, dòng này thì chạy 4 sò xanh ken nên nó rất là khỏe nha. Xanh ken dòng lớn nha, cực kỳ khỏe. Em nó có thể đánh được những dòng bass 4 tắc luôn nha, này. Chạy 3 cầu loa. Anh em có thể đánh 2 cặp cùng lốc nha. Và chạy 4 nguồn điện cho anh em. Rồi sau đây em sẽ mở ruột gan cho anh em cùng chiêm ngưỡng hai sản phẩm này. Thì con phía trên nó có mã seri là 0044. Con phía dưới là nó có mã seri là 0701. Rồi, mời anh em chờ em xí, em sẽ tháo cho anh em cùng xem. Rồi. Đây là cái nóc của sản phẩm nha, rất là đẹp nha anh em. Rất là mộc mạc, nguyên bản, rất là đẹp. Đây, mặt mũi nó rất là đẹp nha. Đấy. Đặc biệt cái phay nhôm này nó rất còn sáng sủa luôn cho anh em, không bị ố hay là rôm gì nha. Rất là đẹp. Giá là em bán cho anh em 15.500 nha, đã bao ship cho các bác. Rồi em sẽ tiến hành là mở ruột gan cho anh em cùng xem nha. Rồi em đã mở sản phẩm cho anh em. Đây là phần ruột gan của em, nó rất là mới nha. Là hàng chưa qua tay người sử dụng Việt Nam, sexy là 7 màu. Anh em chỉ cần xem ruột gan như thế này là anh em biết đồ đẹp của sản phẩm rồi nha. Và tiếp theo là con thứ hai. Đấy, rất là mới luôn nha. Những sản phẩm của 881 thì nó luôn luôn chạy 4 nguồn điện cho anh em. Anh em là thích điện 220 là khi mua hàng bên em á, thì anh em có thể yêu cầu em là chuyển qua 220 dùm cho bác luôn. Thì cái đó anh em nói trước để em chuyển luôn cho các bác, nó tiện hơn. Đây là phần âm sắc nha anh em, âm sắc cái mạch này, cũng như cái mạch này là âm sắc phần khuếch đại âm thanh á. Rất là mới nha này. Rồi em sẽ quay cuối cùng là cái mạch để anh em cùng xem nha. Thì những con này nó rất là nổi tiếng thì em không cần giới thiệu nhiều. Thì những con này anh em ở giá audio bán rất là nhiều rồi, và đã giới thiệu rõ ràng về con này rất là nhiều. Thì em chỉ giới thiệu như thế này thôi. Em nói chuyện thì nó trên video thì nó không được lưu loát, nó không dẻo miệng, nó không dẻo được. Thì anh em nghe nó chắc nó khô, thì đó anh em thông cảm. Thì em nghĩ sao em nói vậy thôi. Đây rất là đẹp nha anh em. Em sẽ có dành thời gian em quay những con 5000X nữa cho anh em cùng xem, 5000A nữa.
rất nhiều sản phẩm mà em tại em bận quá không có thời gian mà que cho anh em được. Thì nhiều bác cũng bình luận là que nó mà ít á, nhưng mà chắc trong chiều nay hoặc là sáng mai em sẽ que cho. Rồi cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video bên em. Cảm ơn các bác rất là nhiều.